Hello, chào toàn thể anh em, chào toàn thể các bác đam mê nhé. Anh em này tiếp tục giới thiệu cho anh em là một cái mẫu khớp Z1000 nhé. Mẫu khớp Z1000 dùng cho anh em chơi. Anh em nào đang chơi cái van thẳng ấy, van thẳng mình muốn lên van Z mà mình không phải mua cả cái van Z thì đây. Cái khớp Z1000 này nó sẽ là giải cho anh em cái bài toán, thứ nhất là bài toán kinh tế. Anh em mua này nó chỉ có 300.000 thôi. Đấy, anh em mua cả cái van Z như thế này này, van Z như thế này này. Đấy thì nó sẽ là rất là đắt, hơn 1 triệu cơ. Các bác nào mà có van thẳng rồi, van xả thẳng rồi nhá. Van thẳng ấy, van thẳng van cricket mở thì anh em mua thêm cho em là cái khớp Z này về là được. Đấy, cộng thêm 300.000 thì nó rất là rẻ anh em nhá. Rất là rẻ so với cái giá thị trường mỗi khớp Z. Thì khớp này là khớp phiên bản là hàng Sài Gòn anh em nhé, phiên bản hàng Sài Gòn chất lượng cao này. Đấy, phiên bản hàng Sài Gòn chất lượng cao. Nó sẽ kèm theo cho anh em là đây là một cái, đây một cái chống ti này. Đấy, chống ti nhựa này và một cái lò xo này nhá. Đấy, 300.000 là nó sẽ kèm theo như này. Các bác về các bác tháo van ra lắp trực tiếp vào là được. Ok chưa anh em? Đấy, rất chi là rẻ và nó kinh tế. Đây này. Các bác về đây gen các bác vặn chặt và như này cho em là được. Thì như là cái van Z cái kép nguyên bản thì là nó anh em tháo không rất là ra lắp vào đây, nó là một cái van cricket hộp mở và công ty. Đấy các bác tháo ra các bác lắp không rất là vào như này cho em là được. Đây thì nó sẽ thành như này. Thành một cái van Z. Van Z dùng cho anh em chơi condo Z nhé. Đấy, chơi condo Z. Giá rất là rẻ thôi, 300.000 bao ship anh em nhé, 300.000 bao ship này. Kèm theo là một cái lò xo này. Cái lò xo này để cho là cái lò xo để anh em chống vào cái form nhựa của cái ti xả nhá. Đây này chống vào cái form nhựa ở bên trong này của cái ti xả này. Đấy, và cái nhựa này về các bác sử dụng đóng vào đây là được này, đóng vào như này trên bàn được này. Đấy, anh em nào mà muốn cái sim này thì em cũng sẽ lắp luôn cho anh em cái sim này là được. Đấy, còn các bác nào về trong bộ phụ kiện có rồi thì anh em đây lấy bộ phụ kiện đấy, trong những cái bộ phụ kiện của cái van mở anh em lắp trực tiếp vào đây cho em là được. Đấy, thế là mình đã có một cái van Z cricket mà giá rất rẻ, chỉ có 300.000 thôi, 300.000 bao ship anh em nhé, 300.000 bao ship. Hàng là hàng Sài Gòn, hàng đồng kiểm. Cái sản phẩm này thì nó chỉ có mấy trăm nghìn, ít tiền, cho nên là anh em mua hàng thì anh em nhận hàng, kiểm tra thanh toán đúng hàng như quảng cáo thì anh em trả tiền. Một cái video ngắn giới thiệu về cái khớp Z cricket đến đây kết thúc. Anh em xem video vui lòng nhấn nút like, nút đăng ký kênh và kèm theo đó là chuông thông báo để mỗi khi mà em ra những video anh em có thể cập nhật được sớm nhất nhé. Rồi xin chào anh em, hẹn anh em vào những video tiếp theo.